Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 6, Hội Phụ nữ cơ sở và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng câu lạc bộ cán bộ trẻ tỉnh tổ chức làm tấm chắn giọt bắn tặng các y bác sĩ và lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh. Từ những vật liệu đơn giản như xốp, nhựa mica trong suốt, băng keo, ghim bấm, miếng dính và khẩu hiệu, dưới bàn tay khéo léo của cán bộ hội viên, Đoàn Thanh niên làm ra tấm chắn giọt bắn gọn nhẹ và tiện dụng với giá thành khoảng 10.000 đồng một chiếc. Trong 2 ngày đã hoàn thành 1.000 cái, tiếp nhận 2.000 cái của đoàn viên thanh niên các đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi tặng và đã được chuyển đến các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Với mỗi tấm chắn giọt bắn được hoàn thành không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với đội ngũ y bác sĩ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị bạn cùng cả nước chung tay quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.